bao nhiêu, vì sao trên trời là bao nỗi biết ơn chứa chan lòng tôi. Mây trắng ơi cho tôi được cùng đi về thăm quê người, cho tôi một lần thôi được chiêm bái cho tôi dù chỉ một lần lặng ngắm dung nhan ngài để nghe nhớ thương tràn ngập lòng tôi. Tư duy tôi ghi nhớ mãi ơn người, sư phụ ơi con mãi yêu thương ngài. Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày 30 tháng 7, tháng đủ. Thì cũng là tháng của Du Lan Bồn, của ngày rằm xả tội vong nhân, tức là Thứ Tứ Tăng. Theo truyền thống của khất sĩ thì bài nói Pháp là quan trọng hơn hết. Nói Pháp là gì? Tức là vấn đề gieo trí tuệ cho Phật tử biết con đường sống từ đâu đến, và chết mình điều khiển cái linh hồn mình tái sanh vào đâu. Mà tái sanh thì Phật Thái tử Siddhartha cũng không đồng ý nữa, tái sanh về các cõi trời. Nhưng mà Ngài muốn là chấm dứt đầu thai thì tất nhiên là phải đi vào thế giới của cõi Phật. Nhưng mà Phật Thích Ca đã mất rồi, đã tịch diệt. Thì hôm nay muốn vào cõi Phật, chúng ta ít nhất phải đi vào thánh quả nhập lưu nhất vãng lai bất lai và vô sanh A-la-hán, thì tới đây mới chấm dứt tam giới. Thì cái đó là do Thái tử Siddhartha tìm ra. Trước đạo Phật, trước Thái tử Siddhartha, 62 tôn giáo đều sanh về cõi trời, tức là đầu thai vào cảnh giới cao hơn. Tu là cải sửa mà cải sửa thì lọt vào cái vòng luẩn quẩn của cõi cao. Thì tới đây là chấm dứt vấn đề đầu thai. Thì sau khi 40 mấy năm trời Ngài giảng pháp, thì Ngài biết rằng cái hiện tượng giới thì phải sanh già bệnh chết, ai cũng phải vậy. Thì Ngài tuổi đã già rồi, thì Ngài biết rằng Ngài sắp thị tịch, tức là vào niết bàn, tức là chết đấy. Thì chúng sanh sau này thời thành trụ thì còn tu được, bởi thời đó rất là ít, đời sống rất giản dị, người ta rỗi rảnh và người ta tu tập rất nhiều và bậc thánh rất nhiều, hoàn cảnh dễ dàng. Còn thời buổi về sau này vật chất lên ngút trời, tiện nghi quá đầy đủ. Tôi nói chữ quá đây đó, tức là tiện nghi phải cần, nghèo quá không thể tu, mà giàu quá cũng không thể tu, bậc trung thôi. Thiếu tiện nghi vật chất thì cũng không thể tu được, mà quá đầy đủ thì lo hưởng thọ cũng không thể tu được. Thì Phật tử nào, người nào lớn tuổi thì biết, rồi lúc nhỏ mình lúc đó 7-8 tuổi, 9-10 tuổi, làm sao có điện, làm sao có truyền hình, làm sao có tivi, làm cái gì mà có xe hơi, đi xe đạp không à, không có Honda nữa. Mà xe đạp còn phải mướn nó, không phải muốn mua chiếc xe đạp là dễ dàng đâu. Chính tôi đó cũng vậy, tập sao xe đạp là phải đi mướn, là lại tiệm mướn đó. Rồi kinh sách muốn coi, nếu là truyện đó thì phải đi mướn đó, lợi cả nhà sách mướn. Thì chúng ta thấy là thường thường mà cái kinh sách đó rất là ít, cái phương tiện giao thông cũng rất là ít thôi. Thành ra con người dễ tu, sống với trời trăng mây nước, sống với thiên nhiên, thì cái tâm hồn mình trở nên thiên nhiên, tức là ít có ham muốn.
mà con người ít tham muốn là gần với đạo Phật hết là 60-70% rồi. Còn bây giờ vật chất quá nhiều thì lòng ham muốn chúng ta càng cao, do đó mà chúng ta khó đắc quả. Thành ra Đức Phật Thích Ca vì lòng từ bi, thôi thì chúng sanh sau nó không thể tu được. Sáng mở mắt thức dậy là nó có vô lượng vấn đề. Vấn đề ăn, vấn đề mặc, vấn đề ở, vấn đề bệnh. Còn xưa ăn mặc ở bệnh nó rất là đơn giản, không có thành vấn đề. Còn sáng mà thức dậy ăn cái gì ha? Ăn đồ chay hay đồ mặn? Đồ chay có bao nhiêu món? Đồ chay bây giờ cả mấy trăm món á. Rồi thì chúng ta thấy là thời buổi này khó. Cho nên Hòa Thượng Minh Châu đó, là người của thế giới đấy. Cái tâm tạng vali bây giờ mình có là do Ngài. Suốt cuộc đời Ngài dịch hết năm bộ Nikaya mà trước tiên, trước kia bây giờ Việt Nam chưa có. Chưa có ai dịch cái đại tạng vali hết. Thì Ngài vừa thị tịch. Tôi nghe nói là cho tôi không hay nữa. Ngài chết rồi, tức như Ngài có trăn trối lại. Tức là toàn nước Việt Nam phải nên ăn chay, tức là trong đó cả chính phủ, thủ tướng, bí thư cái gì tới người dân giả đều nên ăn chay hết, để chuẩn bị cho cái nước Việt Nam được hòa bình an vui. Cái này tôi chỉ nghe nói thôi. Thì Ngài là người của thế giới đấy. Nếu mà chúng ta được dạy có lẽ tai qua nạn khỏi. Vì theo cái truyền thuyết đó thì ngày 21 tháng 12 vậy là ngày tận thế, tức là chết, chết nhiều. Ai có phước báo thì còn, mà ai thiếu phước báo, tội lỗi thì phải chết thôi. Thì cái lý thuyết đó còn mơ hồ lắm. Hoặc là chết hết, hoặc là chết những người ác, còn lại người thiện để lập đời mới. Thì tôi đã giảng nhiều lần rồi. Cái vấn đề 21 tháng 12 đó, cái đó chưa có quyết định được. Cái đó là cái vấn đề của chúng ta, của mỗi người chúng ta, của toàn thể cộng nghiệp 6 tỷ người này. Nếu 6 tỷ người này chịu tu thì có thể cái ngày đó không xảy ra. Còn nếu không chịu tu, có thể trước ngày 21 tháng 12 tận thế. Và nếu tu mà ít thì có thể kéo dài một vài tháng, một vài năm nữa. Thì cái đó quyết định hay không là ở mỗi người chúng ta. Vấn đề đó là vấn đề quan trọng đó. Thành ra Ngài cũng thấy sao đó, Ngài mới yêu cầu toàn nước Việt Nam, từ người lớn là thủ tướng, chính phủ cho tới dân giả đều nên ăn chay trường. Thì vấn đề đó là Ngài đề nghị thôi. Nhưng mà cái lời của Ngài nó có, bởi vì Ngài là con người thế giới có hào quang, thì lời của Ngài có giá trị. Thì tôi cũng thích, tôi đây thì tôi cũng quyết ăn chay không à. Phật tử đến là tôi hỏi có ăn chay không. Mà dưới 10 ngày là không được, phải 10 ngày trở lên tới chay trường. Mà Ngài là biểu chay trường luôn đó. Chay trường mà suốt cả toàn dân Việt Nam đấy. Thì cái mộng của Ngài cũng lớn đấy. Thì tôi ủng hộ, tôi rất tán thán cái vấn đề đó. Thì thôi bây giờ tôi hôm nay tôi xin nói về thế giới ta bà đau khổ này. Và thế giới cực lạc hạnh phúc. Cực là tột cùng, lạc là yên vui tột cùng. Và thế giới ta bà là cực khổ, là đau khổ tận cùng. Mà thế giới đó ở đâu? Thì hôm nay tôi xin tóm lại, tôi giảng rất nhiều rồi. Ở ngay trong xác thân của quý ông quý bà. Thành ra con người mình là quan trọng nhất. Thành ra cái vấn đề tận thế cũng do mình. Nếu mỗi người mà biết tu rồi thì dầu có tận thế mình cũng giảng sanh, mình cũng tái sanh đầu thai về cõi trời. Còn nếu không, hơn nữa mình đầu thai về cõi Phật thì sung sướng vô cùng. 100 người giảng sanh vậy đó, 100 người thành Như Lai về cực lạc. Còn 100 người mà biết tu giữ giới mà không phát nguyện thì 100 người thành cõi trời. Cõi trời thì sung sướng, an vui, hạnh phúc, an lạc của cõi trời. Hết phước rồi, phải luân hồi sanh tử trở lại. Cái đó là Thái tử Sĩ Đạt không chịu, không chịu lẩn quẩn, không chịu luân hồi nữa. Thành ra Ngài mới bắt đầu qua nhập lưu nhất dẫn lai bất lai tới A-la-hán là dứt khỏi tam giới. Thì hôm nay chúng ta tìm hiểu thế giới quế độ ở ngoài vũ trụ và cũng nằm trong thân này. Thân này sao thì thế giới ngoài đó như vậy.
và thế giới cực lạc của Phật Di Đà thì ở ngoài vũ trụ, nhưng mà trong thân này cũng có thế giới cực lạc. Tôi muốn giảng để quý vị tìm hiểu trong con người mình, nhưng mà với cái thời gian có một tiếng đồng hồ thì tôi không thể đi vào chi tiết, tôi chỉ nói đại cương thôi. Rồi muốn đi chi tiết đó thì quý Phật tử có thể ngày Chủ nhật, ngày mai, bữa nay thứ bảy, ngày mai Chủ nhật tôi bắt đầu phải giảng nữa, thì 2:30 chiều tại tỉnh Xá Ngọc Vân đây. Nếu mà trời quá nắng gắt thì chúng ta nghe ngoài vườn, còn trời mưa thì chúng ta chắc cũng nghe tại đây, thấy không? Thì Phật tử nào có rảnh, Chủ nhật thường rảnh nhiều, thành ra tôi dành cái ngày Chủ nhật để cho những người đi làm việc có thể đến để nghe. Chủ nhật là tôi giảng sâu á, bây giờ không có đồ cô, tôi cũng thể giảng 1:30 hoặc 2 tiếng, hoặc 2:30 nếu có trả bài, thì đó là đi sâu vào quý vị đấy. Còn bữa nay thì không kêu ai được hết, vì quý sư còn phải đồ cơm đồ ngọ nữa, không quá ngọ lâu. Còn Chủ nhật đó thì buổi chiều 2:30 thì có thể giảng tới 4:00, 4:30, hoặc nếu trả bài có thể kéo tới 5:00, thì Phật tử sẽ được thỏa mãn hơn. Và cái đó hơi khó đó, tức là mỗi người Phật tử phải trả bài. Đó thì hôm nay tôi nói về trong sắc thân của mình có tam giới, có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, có cõi người, cõi trời dục giới, trời sắc giới và trời vô sắc, tức là 8 cõi trong đó. Còn trong người mình cũng có cõi cực lạc của Phật A Di Đà, tức là nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai, vô sanh la hán. Nhưng mà cõi cực lạc của mình thì nó hơi khác với cực lạc của Phật A Di Đà. Cõi cực lạc của mình đó thì chỉ có hình mà không có tướng, tức là thế giới của sát na. Nhập lưu thấy được 1/4 sát na của sắc thân, nhất vãng lai thì mới thấy được 2/4 của sắc thân và cảm giác của người trời. Tới bất lai mới thấy được 3/4 của sắc thân, của cảm giác người trời, của cảm giác của sơ nhị tam thiền. Đây kêu là cõi trời sắc giới. Còn người trời là cõi người và cõi trời dục giới. Tới A-la-hán mới thấy được toàn diện, tức là thấy luôn cõi trời vô sắc, tức là tứ thiền sắc giới và tứ không, tức là hư không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu và phi phi tưởng. Tôi giảng khái quát thôi, ai muốn rành thì Chủ nhật ráng đi, nói tôi đi vào chi tiết thì chỗ đó phải trả bài. Nghe pháp của tôi thì hơi khó, là quý vị phải ngồi thiền thì mới có thể hiểu được, tức là trong lặng lẽ thì quý vị có thể hiểu pháp của tôi. Đến đây nghe rồi có thâu quan đó, mình mở ra mình nghe ít nhất cũng 10 lần 20 lần, rồi nó dồn vào trong linh hồn, tức là ở lại do thức mình. Khi mình ngồi thiền thì nó hiện ra, rồi mình phải nghiền ngẫm, suy tư, ngẫm nghĩ thì mới hiểu được. Thành ra đạo Phật rất dễ mà rất khó. Dễ là nó không ở đâu xa, nó nằm ngay trong sắc thân không đầy 2 thước này. Và khó là mình phải theo dõi nó, nghiền ngẫm nó, thì mình mới có thể thăng qua lên các cõi trời được, cũng ngay trong sắc thân này. Rồi mình phải lặng lẽ để thấy rằng cái thăng qua, cái cải sửa chỉ đưa vào cái dòng lẫn quẩn thôi, thì bây giờ mới nhận được Phật tánh, tức là ít nhất cũng phải nhị thiền của sắc giới. Thôi bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào bài giảng. Thôi bây giờ chúng ta trở về sắc thân mình ngồi đây nhé, mình theo dõi mình sẽ thấy. Nhưng mà muốn thấy cho rõ thì phải về Bát Kiết Già ngồi ít nhất cũng 2 tiếng đồng hồ, ngồi bất động đó. Thì khi nào mà cái thân an thì cái tâm mình, tức là cái A-la-da, cái tư tưởng, nó mới trong sáng. Thì quý vị theo dõi quý vị sẽ thấy trong sắc thân mình y như vậy. Thì Phật tử phải thuộc lòng thôi, mà thuộc lòng thì phải trả bài thôi. Thành ra Chủ nhật thì phải trả bài, còn bữa nay thì thôi. Sắc thân mình trước tiên đó, mình có 3 thân, mà mình chẳng biết gì hết á. Cái thân bên ngoài
thì quý vị dễ thấy thôi, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái óc, cái đầu. Rồi quý vị nhìn quý vị biết rồi ha. Thì cái thân này đó là thân của bốn đường ác, kêu là đoàn thực hay là đoạn thực, như giờ chúng ta đang ăn đó ha. Rồi nếu mà chúng ta thích về vật lý ở trong xác thân này thì ngay bây giờ chúng ta là địa ngục ngạ quỷ. Còn nếu chúng ta không thích nữa, chúng ta tiến hóa lên giữ ba giới, năm giới, bốn đường ác đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula. Rồi tới cõi người là biết giữ ba giới cũng ngay xác thân này, nhưng bắt đầu là tiết chế, bắt đầu suy gẫm để mà dùng cái ý chí để thắng mình. Thì chứ con hỏi người mới bắt đầu có ý chí, tức là có nghiệp. Ý chí là chúng ta thường kêu là nghiệp, mà trong duy thức kêu là mạt na, còn khoa học thì kêu là ý chí, nhưng mà thông thường quý vị thường dùng đó là nghiệp. Rồi nghiệp là chưa có linh hồn đâu, rồi bắt đầu mới tống những cái hiểu biết mình vào trong cái kho, thì cái kho đó chính là linh hồn. Thì tới cõi trời dục giới là thọ năm giới, bắt đầu mới có linh hồn. Còn cõi người chưa có linh hồn nữa, mới có nghiệp thôi. Còn địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula là mới có tư tưởng thôi, chưa có nghiệp. Tức là sống sao chết vậy nó không biết cải sửa. Thành ra chúng ta biết rằng địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula rất là khổ đau, trăm ngàn ức kiếp nó mới tiến hóa lên người được. Thành ra quý vị mang xác thân người nên mừng, làm sao mà ngay bây giờ phải lên khỏi trời, còn không để xuống bốn đường ác thì trăm ngàn ức kiếp mới có thể mang thân người được. Bởi vì cõi đó là không có giữ giới, hay là giữ giới tà giới, thì càng ngày càng xa đọa thêm. Chút là tôi đi hơi sâu một chút. Còn tới cõi người là giữ ba giới, cõi trời là giữ, rồi dục giới là giữ năm giới. Quý vị bây giờ là cõi trời dục giới thôi. Thành ra quý vị tu mà niệm Phật đó khó qua cõi trời sắc giới. Mà nên nhớ trời sắc giới, trời dục giới là do ở cái giới lực. Cái thọ là cái phụ thôi. Nếu mình thọ mình không giữ không ích lợi gì hết. Còn nếu mình giữ mà mình không thọ vẫn được. Nhưng mà đó là những người căn cơ cao á, vừa thọ vừa giữ thì rất hay. Cũng như quý vị niệm Phật vậy, nếu người mẫu giáo đó thì thân lại Phật, miệng niệm Phật, thì cái ý là tư tưởng mới nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật được. Còn những người ta tu cao, ta không cần thân này lại Phật, không cần miệng niệm, người ta vẫn nhớ, nghĩ, tưởng. Quý vị phải nên nhớ cái ý nghiệp là quan trọng hơn hết. Thân khẩu ý thì ý nghiệp là quan trọng hơn hết. Thành đã đạt cái ý nghiệp rồi, cái thân với cái khẩu không quan trọng. Nhưng đừng bắt chước. Nếu mình là người sơ cơ, mình là người thấp thỏi, mình là rối rơm thì theo phận rối rơm. Tức là thân phải lại Phật, miệng phải niệm Phật, thì cái tư tưởng nó dễ nghĩ tới Phật. Rồi tu lâu rồi nó bắt đầu là bớt cái lại, chỉ còn miệng niệm và thân nghĩ. Rồi tu lâu nữa, thân khỏi lại, miệng khỏi niệm, ý luôn luôn nó nghĩ tới. Rồi lâu nữa rồi ý khỏi cần nghĩ nữa, mà tự trong ai lại gia nó phát hiện ra, thì đó là bắt đầu qua thế giới của sắc giới, sơ thiền, nhị thiền. Nhưng mà coi chừng, cõi trời dục giới với cõi sắc giới nó giống hệt nhau. Cõi trời dục giới là thường thường nội tỉnh nhất tâm, còn cõi sắc giới thì thường thường là chánh niệm tỉnh giác. Thành nó có nhiều người lầm. Nghe như từ cõi trời dục giới đó, bây giờ tôi nhớ tới Phật, nghĩ Phật từ trong ai lại ra nó phát ra. Nhưng 3 phút, 5 phút, 1 tiếng, 2 tiếng rồi nó mất. Thì mình tưởng là mình ngon lắm, mình đem ra mình khoe, mình nói người này người kia cái nó mất. Cái đó là cái giọng, cái giọng nó đánh tan cái nhất niệm của mình. Còn nếu cõi trời sắc giới đó cũng khỏi niệm Phật, từ trong ở lại nó ra, nhưng mà nó có thể 7 tiếng, 7 tháng,
bảy tuần, bảy năm, bảy ngàn năm, thì cái đó kêu là nhập vào sức. Mình điều khiển cái ý chí mình nhập vào thế giới nhất niệm, còn cái kia không có điều khiển được, tự nó ra rồi nó mất. Mất thì tạp niệm xen vô, thì đó là cái xác thân ở giữa. Chúng ta có cái thân bên ngoài, như tôi nói nãy là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Thì chúng ta ăn uống vật thực để rồi đi cầu ra phận. Có loạn, đoàn là nó dò duyên, đoạn là cắt đứt. Còn qua tới cõi trời sắc giới là chúng ta có thể nghe tiếng niệm Phật 7 tiếng, 7 tuần, 7 tháng, 7 năm, 7 ngàn năm. Thì chúng ta không có ăn uống nữa. Vậy ăn bằng cái gì? Thì Phật tử nào ngồi tới đó biết, ăn bằng cái hỷ lạc. Nước miếng nó ra ngọt sớt thì chúng ta nước của nước miếng nó vô, chúng ta khỏe còn hơn ăn đồ ăn. Nó là thuốc bổ đấy. Bên tiên nó kêu là nước miếng vàng. Chúng ta phải hiểu. Nào thì có đó, ai tu lâu và có nhập vào sơ thiền, nhị thiền thì quý vị sẽ hiểu. Còn bây giờ tạm hiểu đại khái thôi. Thì cái đó kêu là cõi trời sắc giới, ăn bằng súc thực, tức là hỷ và lạc. Hỷ là gì? Hỷ là mừng, lạc là vui. Mừng thí dụ mình nghe nói mẹ mình sắp về, mẹ mình đi lâu quá rồi, từ ngoài gót điện về, bữa đó tao sẽ về. Thì mình nghe mình mừng, mừng chứ có chưa có gọi là vui được. Rồi bây giờ mẹ về thiệt, xuống máy bay mà nhảy ra mình ôm bà, thì cái này là lạc. Toàn thân mình mất luôn, không biết mình ở đâu, chỉ còn mình với mẹ mình và có nỗi mừng thôi. Thành ra tôi thường nói với cái hỷ là thân an, tâm hỷ. Khi mà tất cả vọng niệm, tạp niệm nó im rồi, chỉ còn nhất niệm thôi, thì cái sắc thân bên ngoài này nó cảm thấy mừng. Rồi khi mà niệm Phật lâu rồi, tới sắc thân bên trong thì sắc thân bên ngoài nó mất, mình không còn để ý tới nó nữa. Giống như đứa bé mà nó mê ăn kẹo, ăn gì đó, thì ngoài có xảy ra cái gì nó chả biết. Trời đánh con trâu chết nó cũng chẳng hay. Cái đó là cái say mê, giống như người đánh cờ bạc vậy. Đó, thì bây giờ khi gặp người mẹ mình chìm đắm ở trong đó thì mất cái sắc thân bên ngoài, chỉ còn cái thân bên trong, tức là các dây thần kinh. Thành ra chúng ta có hai thân, rồi tới ba thân nữa. Thân thứ nhất là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Thân thứ hai là dây thần kinh thị giác, thần kinh thính giác, thần kinh khứu giác, thần kinh vị giác, thần kinh xúc giác. Thần kinh xúc giác là dây thần kinh toàn thân, chúng ta kêu là dây gân, chích thịt hay chích gân. Thì cái này đó, trên sông Tịnh Độ để chú ý cái đó, 8 tiếng đồng hồ nó mới đứt, mới chết được. Mà dây thần kinh xúc giác là chỗ phát hiện cái cảm giác đau hay là sung sướng, hỷ lạc hoặc là ưu khổ. Thành ra người chết rồi không được đụng tới thân trong 8 tiếng đồng hồ. Và nếu cái bụng nóng rồi sanh về ngạ quỷ, thì trong 8 tiếng đồng hồ này ban hộ niệm cố gắng niệm. Nếu càng đông là 10 người, 20, 50, 100, và mấy người này giữ giới kỹ càng, thì lập tức cái hơi nóng từ cái bụng nó lên tới ngực. Rồi niết niệm tiếp tục thành tâm nữa thì nó lên tới mặt, tới trán, và có thể lên tới đỉnh đầu. Thì đó là tùy các ban hộ niệm và tùy người khai thị. Người khai thị phải một bên nói chuyện với cái người hấp hối, người chết. Chết là chết xác thân bên ngoài, nhưng mà thân bên trong chưa chết. Chúng ta phải nên nhớ chỗ đó. Thì thân bên trong này nó ăn cái hỷ với cái lạc. Hỷ là nội tỉnh nhất tâm, là cái cảm giác của xác thân và thịt bên ngoài. Còn cái lạc thọ là cảm giác của tất cả toàn dây thần kinh. Đó là thân thứ hai. Còn cái thân thứ ba là cái ốc. Không có thân bên ngoài, không có thân cảm giác bên trong nữa, mà hoàn toàn sống bằng dây thần kinh trung khu. Đây cũng là thần kinh nhưng mà rất vi tế, nó không có cảm giác.
mà nó chỉ có cảm giác bất lạc bất khổ thọ, tức là chỗ phát hiện của tư tưởng, mà tư tưởng là sự phân biệt chứ không phải là cảm giác. Cảm giác là cái biết mà chưa có phân biệt, thì đó là các dây thần kinh hoặc là cái sắc thân bên ngoài. Mà sắc thân bên ngoài thì thô tháo, nếu cảm giác bằng da thịt, bằng mắt, bằng tai, bằng miệng, thí dụ con mắt tôi nhức, mắt đỏ, thì đó là cảm giác của ngạ quỷ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Rồi khi cái da tôi bị phỏng, đó là cảm giác bên ngoài của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cùng lắm là người trời. Nhưng mà khi tôi dứt nhức cái dây thần kinh, đó là cảm giác của người trời. Hai cái nó khác nhau. Chích thịt thì chúng ta đau chút, còn chích gân mà bị phù, đó là cảm giác bên trong. Chúng ta phải hiểu cái đó. Cảm giác bên trong thì di tế hơn, lạc cũng lạc hơn, nếu hạnh phúc, sung sướng, một cách lân lân, một cách sảng khoái, ở ngoài ta dùng danh từ đó. Còn nếu mà đau đớn đó, thì người ta kêu cái khổ, cái khổ da diết. Da diết là nó kéo dài liên tục hoài, chịu không có nổi. Thành ra cái răng mà ê đó là cảm giác bên ngoài của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, dục giới. Còn cái tỉ răng mà nó nhức đó là cảm giác bên trong, cái này chịu không nổi. Nếu nó nhức là chúng ta chịu không nổi. Mà chích thịt cũng vậy, vô cái thịt mà nó có sưng, có phù thì đau chừng vài bữa. Nghe cũng như cái chân mình có ghẻ thì đau ít thôi, mà nó đi tới dây thần kinh rồi thì chết. Thành ra những người mà nhức ở tay chân, ông nói gì mà đứt dây thần kinh xúc giác rồi là bán thân bất tội. Thành ra dây thần kinh bên trong thì quan trọng hơn bên ngoài. Dây thần kinh bên ngoài, con mắt nó nương vào dây thần kinh thị giác để nó thấy, mà dần dây thần kinh thị giác đứt rồi thì con mắt còn tốt cũng dẫn đuôi. Mà con mắt có thể hư mà dây thần kinh thị giác còn thì cái đau nhức vẫn còn. Chúng ta phải để ý cái đó. Cũng như cái thịt chúng ta mà phỏng thì chúng ta chỉ rát đau vài bữa hết, mà cái dây thần kinh xúc giác đứt rồi thì cái thịt còn cũng kể như chết. Từ đó là cái xác thân không có, cái thịt bên ngoài không còn rát nữa, có bị phỏng cũng không rát. Thành ra cái thân bên trong nó quan trọng hơn. Thành ra nó càng di tế chừng nào thì các cõi cao mượn nó để mà phát hiện. Nên nhớ nghe, thành ra cái óc đó thì nó không có dây thần kinh thô táo. Thành ra nó không có cảm giác hỷ lạc, mà nó có cảm giác bất lạc, bất khổ thọ. Là không vui mà cũng không khổ. Một cảm giác kêu bằng vững dưng. Vững dưng trước thế sự. Nha, chúng ta thường thấy có nhiều người trước cái sắc tài danh lợi họ vững dưng. Nhưng mà cái cõi này Đức Phật lần chê trách, các con không nên đi vào trong đó. Thành ra trong kinh cho rằng cõi dục giới, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tu la, cõi người, trời, dục giới là thuộc về tham. Cái tham nó nặng nhưng mà dễ trừ. Còn cõi sơ nhị tam thiền thuộc về cõi sắc, tức là cõi sân. Cõi sân khó trừ hơn tham. Nhưng tham thì nó có hình tướng mình: tham tiền, tham bạc, tham vàng, tham nhà, tham cửa, tham vợ, tham con. Đi xuất gia dứt một cái, khó dứt mà dứt được. Còn tứ quý vị nhập sơ nhị tam thiền, quý vị bỏ là khó bỏ. Nó lần lần nó sảng khoái, cũng giống như mà xì ke ma túy vậy, kêu bỏ là khó bỏ. Còn bỏ ăn, bỏ uống thì bỏ được, mà bỏ hút thuốc với bỏ xì ke ma túy là khó bỏ. Đó là cái cảm giác của dây thần kinh. Nên mà thành ra những người ngập nhị thiền, tam thiền là khó bỏ. Rồi nó cũng còn dễ, tới cõi trời vô sắc là khó. Không xài dây thần kinh bên ngoài nữa, không xài dây thần kinh xúc giác. Thân bên ngoài không cần, mà thân bên trong cũng không cần. Cái xương thịt này không cần, mà dây thần kinh xúc giác cũng không cần. Nó sống bằng cái gì? Sống bằng cái dây thần kinh trung khu. Mà chỗ đó là chỗ phát hiện của tư tưởng.
tư tưởng này cao hơn. Tư tưởng là cái biết có phân biệt, còn dây thần kinh là có cái biết mà chưa có phân biệt. Còn cái xác thịt mình là có cái biết mà u ly. U ly nó là cái tham đấy. Thành ra tới dây, tới cái ốc rồi đó, thì cái chỗ này là phát hiện cái trạng thái tư tưởng lờ mờ. Nó không có sắc thân, không có sắc thân bên trong là dây thần kinh, mà hoàn toàn là tư tưởng nó mượn cái ốc là trung khu thần kinh rất là di tế. Thành ra quý vị đó mà đứt dây thần kinh bên trong, tức là xuất giác thì bán thân, nhưng mà còn cái biết. Còn quý vị đứt dây thần kinh ốc rồi là mất cái tư tưởng. Quý vị để ý kêu là, thường khoa học nó kêu là nhũng não á. Nhũng não khác với là bán thân. Bán thân là thí dụ như tôi hư dây thần kinh bên trái, thì cái nửa thân mình bên trái tôi không còn cảm giác nữa. Chích vô tôi không biết đau, không biết đau nhất, mà có cảm giác sảng khoái cũng không biết luôn, thì còn bên mặt với bên trái không biết. Thì cái đó chúng ta kêu là bán thân, đứt dây thần kinh. Còn người bị nhũng não đó thì cảm giác vẫn còn, nhưng mà không phân biệt được. Ví dụ lại bà ơi, bà biết con không? Thì bà ngó 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 và không biết gì, không có phân biệt nữa. Cái óc nó đã hoại rồi, cái linh hồn còn, nhưng mà cái ống loa, cái làn sóng linh hồn vẫn còn, mà cái ống loa đã hư rồi, thì nó không phát ra tiếng nói được. Thì chúng ta để ý trong xác thân chúng ta mới biết cái sự tu tập chúng ta rất là quan trọng. Muốn hiểu được cái cõi trời vô sắc giới này, quý vị cũng phải qua cõi trời sắc giới. Sắc giới thì nó biết được cõi dục giới rất rành. Cõi dục giới không rành được cõi sắc giới. Nhưng bây giờ tôi nói sơ thiền, nhị thiền, tam thiền thì quý vị mường tượng thôi. Quý vị đang ở cõi trời dục giới, mới giữ năm giới à. Còn quý vị cố gắng giữ tám giới. Tám giới là tôi nói giữ giới chứ không phải thọ nha. Thọ mà không giữ thì không ăn thua gì à. Có người vừa thọ vừa giữ thì người này hay nhất, dễ nhất. Còn có người giữ mà không thọ thì người này cao, khó, khó giữ. Bởi vì mình sống mình còn sợ dư luận, hay còn tư tưởng là còn sợ dư luận. Tôi thọ tám giới rồi, bây giờ tôi ngồi ghế cao nằm giường rộng, tôi hút thuốc, tôi nằm võng, tôi phà chứa o, thì người Phật tử đi ngang, chá ông thọ tám giới mà ông làm như người năm giới. Nó khó lắm. Tám giới là ba cái sao, là ba cái hạnh. Không ngồi ghế cao nằm giường rộng, đối là ngồi nằm cái giường có bốn tấc, mà bề ngang có bảy tấc, rồi mình nằm cái đi văn nệm giường nệm cao á, rồi trong đó có loan phụng hòa minh sắc cành mã hộp gì là không được. Người tám giới không được cái vụ đó, nó khó vậy đó. Còn năm giới thì được. Rồi không nghe xem hát múa đờn kèn mà tám giới, rồi còn có tivi radio nữa thì không được. Năm giới thì được. Không trang điểm phấn son mà đeo vàng tha mươi son, rồi xăm mí mắt, rồi vẽ chân mày là không được. Cái đó là vấn đề không. Mà thức dậy mà lo cái xác thân này thì hết nguyên ngày rồi, thì giờ đó mà ngồi thiền. Thành ra Phật tử mà năm giới nên tập giữ tám giới. Tôi gặp là tôi nói thẳng à, thành có người ghét tôi không sợ ghét. Tôi muốn làm sao tất cả đều giảng sanh về cực lạc. Mà về cực lạc có giới lực là cái đầu tiên. Nếu mà giới lực không thanh tịnh thì làm sao cái tâm nó định được, tâm nó loạn. Quá nhiều vấn đề, quá chạy theo bên ngoài. Mà mấy cái đó đâu có ăn thua gì nữa, làm tốn tiền thêm mà làm mất thì giờ nữa. Thay vì cái tiền son phấn mình để mua giúp đỡ mấy người nghèo, bây giờ người nghèo khổ lắm. Mình giúp chùa cũng không bằng giúp người người bệnh hoạn. Đức Phật có nói đó, dầu xây chín đợt phù đồn không bằng làm phước cứu cho một người. Có chín cảnh chùa không bằng cứu một mạng sống. Thì chúng ta thấy mạng người rất là quan trọng. Mà bây giờ Phật tử nghe nói là tôi giờ tôi nói muốn làm cái tượng Quan Âm, thì Phật tử đưa tay, con một mình cũng được nữa sư. Thì cái đời sau nếu tượng này của tôi đó, tôi giờ muốn mua cái chuông, thì Phật tử nói mình con cũng được, cái chuông này của tôi đó.
Nhiều khi là nói con cúng là sư phải đề con trên bảng vàng, hiểu không? Bà Nguyễn Thị A, bà Thị Xoài Bích gì đó, cúng cái chuông này mình ngon lắm, mình khoái cái danh. Mà trong lúc có biết bao nhiêu người nghèo mà mình không giúp đỡ. Thành ra tôi thì cái ý tôi lại khác, tôi theo Phật. Giúp đỡ đâu, ở Đà Lạt, ở Buôn Ma Thuột thì không, tôi giúp đỡ tại trại dân này. Những người Phật tử đang đau khổ, những người nghèo tại trại dân đau khổ. Mà đi làm cho tùm lum ở xa, mà ở xa mình cũng không biết được. Đem tiền đó lại giao cho chính quyền, nhiều khi nó rớt dọc đường. Còn đây mình đi tới nhà, nhà người ta nước ngập, trên nóc không có nóc. Mà người Phật tử, người dân gần mình nữa, mình đính tin. Mình làm việc gì ở đâu đâu không. Thực tế ở đây mình không làm. Dân đau khổ mình thấy rõ mà. Thành ra tỉnh xá này tôi không có cất sai. Biết bao nhiêu Việt Kiều về năn nỉ tôi cất lại sai. Tôi nói không. Thành ra tôi không có đồ gì vô lấy thì lấy đồ để tiền. Mà Phật tử cãi tôi thì mua mất gì triệu. Tôi không có giữ. Tôi không phải là ông Từ mà tôi là ông Sư. Ông Sư là không có giữ của. Chỉ có cái cốc bằng lá được rồi. Còn mấy cái này là Phật tử cất, Phật tử nghe Pháp. Còn nếu không có nữa đó thì ra ngoài vườn ngồi Pháp, nghe Pháp sướng hơn. Ở đây là buộc lòng, bữa nay là nói bảo gì đó, chứ còn tôi là chuẩn bị ở ngoài rồi. Thì nghe nói bảo gì đó là tôi sợ mưa thì Phật tử ước tôi. Còn tôi thì không ước. Con Phật mà. Thì có chư thiên nó lấy dù nó che. Thì đa số là vậy. Phật tử nó cưng tôi lắm. Không phải cưng gì mà nó sợ tôi chết. Chết thì không ai chỉ dạy. Tôi thấy Phật tử nói chuyện khôn lắm. Con không có cưng sư đâu. Nhưng mà tụi con mà mất sư thì mất ông thầy. Như gà mà lạc mẹ, gà mà chết mẹ rồi thì mấy con nó chiêu trích nó khổ. Mà để tôi làm cái gì? Tôi đủ hết Phật tử giờ nắm hết rồi. Giáo Pháp đã rành rồi. Có tôi là chướng ngại. Dứt tôi đi thì Phật tử mới đứng lên, vươn lên được. Mấy con gà con mà nó còn mẹ là nó không có vững, nó cứ nương mẹ hoài. Dứt mẹ rồi thì nó lớn, nó sẽ thay thế nó làm mẹ. Thì đại khái là như vậy. Thành ra tôi muốn giảng làm sao cho Phật tử nắm vững hết rồi tôi ra đi thôi. Tôi xong bổn phận rồi. Thôi bây giờ chúng ta trở lại. Thành ra tôi xin nhắc lại là cõi địa ngục là có hai cái, một cái vật lý, một cái sinh lý. Vật lý ở trong mình đó, là địa ngục vô gián đấy, nghĩa là hàng tỷ 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 năm nó mới tiến lược lên tới sinh lý. Nên là có chưa có cái biết, chưa có sự sống. Chẳng hạn như gàn, cước rấy, cước mũi, đồm, nhớt, nước tiểu, phận, đó là vật lý trong con người. Thì ở ngoài cũng vậy thôi. Đất đá, tịnh xá, dù ngủ mưỡng, đó là tương đương với trong người mình. Hiểu trong người sẽ hiểu bên ngoài. Rồi tới sinh lý là có sự sống mà cũng chưa có cái biết. Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Chưa có cái biết, chưa có tâm. Rồi khi mà con mắt này tiếp xúc với vật lý, sinh lý tiếp xúc vật lý, căn tiếp xúc với trần, thì phát hiện cái nhãn thức đây là ngạ quỷ. Có một cái cảm giác lờ mờ. Lờ mờ là sao? Là vô minh, không biết cải sửa. Cảm giác mà không biết rằng mình cảm giác, cứ chìm đắm trong đó. Thí dụ quý vị ăn ngon thì quý vị biết ngon, nhưng mà tại sao ngon quý vị không biết. Thì ngay bây giờ là ngạ quỷ. Thấy tiền, thấy vàng, thấy thích, mà tại sao thích, lấy nó lợi hại thế nào không biết, nhào vô vực thôi. Ngạ quỷ. Chúng ta theo dõi chúng ta biết. Sống mà có cảm giác mà chưa có tư tưởng phân biệt, ngay lập tức, ngay bây giờ, tại đây là ngã quỷ. Có người không thấy vàng, họ biết nước học qua giáo pháp, biết cái này là cái khổ đau. Mình thích, người khác cũng thích. Rồi cuối cùng giết nhau thì còn lấy vàng mà người ta không còn. Cái đó kêu là cái ngu si của ý thức hệ. Chiến tranh bây giờ cũng do ngu si ý thức hệ. Tôi muốn bảo vệ nước tôi, thì anh cũng muốn bảo vệ nước anh. Tôi với anh tranh đấu thì cuối cùng anh chết thì tôi cũng ngất ngư. Thì cái nước tôi, nước anh cũng vẫn còn. Nước là của vũ trụ đâu phải của ai. Tôi lấn đất, tôi cai trị anh.
Mà cai trị là vật chất, là xác thân, chứ tôi đâu có cai trị cái linh hồn anh được. Tôi giết con chó thì tôi giết cái thân nó, chứ cái linh hồn con chó làm sao tôi đụng tới được. Thì cái linh hồn này mới trả thù. Tôi giết anh chết rồi thì tôi ngất ngư, thì anh chết anh sẽ thù oán. Anh kiếm cách là anh đánh với tôi nữa. Thì cái này nó cứ lẫn quẩn hoài. Đức Phật thấy cái chỗ đau khổ đó. Trong phước thì có cái tai họa nằm ở trong đó, trong tai họa thì có cái phước nằm sẵn trong đó. Cuộc đời là như vậy. Hãy có ngày thì mình biết là sắp sửa tới đêm, tới tai họa tới. Mà đêm tai họa rồi tối om thì biết rằng nó sẽ tới ngày. Rồi mình cứ thích cái ngày, ghét cái đêm, thích cái phước mà ghét cái tai họa. Ghét được không? Không được. Không thích được không? Không được. Nó cũng sẽ đến thôi. Khi bằng thấy được cái bản thể là cái chỗ phước báo và tai họa nương vào đó để phát hiện. Thấy được cái dòng nước linh hồn. Ngay nương vào cái dòng nước linh hồn đó mà tham sân si nó tạo lên cái lượng sống. Lượng sống không thật mà dòng nước là thật. Tại sao mình không trở về dòng nước? Nếu trở về dòng nước thì ngày với đêm cũng là dòng nước. Phước với tai họa cũng vẫn là chân tâm, vẫn là dòng nước linh hồn. Mà dòng nước thì đâu có mất, nó có tướng đâu nó mất. Còn sống thì có tướng, thành ra phải diệt. Cái gì có tướng là có diệt. Tướng gì? Tướng sắc thân. Tướng gì? Tướng cảm giác. Tướng gì? Tướng tư tưởng. Tướng gì? Tướng ý chí. Tướng gì? Tướng kinh nghiệm, kiến thức, ký ức. Mà kinh nghiệm, kiến thức, ký ức khi mà nó lọt vào trong ai là gia, trong linh hồn, thì nó biến thành năng lực là dòng nước. Thì dòng nước này mới không chết. Nhưng mà khi sao động đó, thì những cái hột giống, những cái giọt nước đó, nó tạo ra cái ý chí. Ý chí bắt đầu, ý chí đó là tạo ra không gian, hư không vô biên. Đó chính là ý chí, là mạt na, là nghiệp. Rồi ý chí này mới vọng quá. Vọng quá tức là sao động mạnh hơn nữa, thì thành ra tứ thiền. Rồi tứ thiền sao động mạnh hơn, thành ra tam thiền, rồi nhị thiền, rồi sơ thiền, rồi cõi trời dục giới, rồi cõi người, rồi Atula, rồi súc sanh, rồi ngạ quỷ, rồi địa ngục. Địa ngục là gì? Là chưa có cái biết. Quý vị muốn coi địa ngục đó thì quý vị vô nhà thương điên quý vị thấy. Thì đó tôi thấy ở đằng chỗ cô Nguyện đó, chỗ nhà thuốc Tây đó, chỗ bán đó. Có cái bà đó bỏ bốc cái chuột chết đó, bà bốc bỏ ăn. Trời ơi mình thấy mình gốp đó. Rồi bà múc cái nước đường mương ở dưới chỗ đó, bà uống. Thì đối với bà nước đường mương là nước mưa, thịt chuột là thịt heo, thịt con lạnh thôi. Còn mấy mình đứng thì mình muốn ọi thôi. Thì cảnh giới mình khác, cảnh giới của bà khác. Cảnh giới của bà là cảnh giới ở địa ngục, chưa có cái biết, chưa có sự phân biệt. Rồi cảnh giới mình là cõi người thì mình thấy gớm. Còn nếu cõi trời nữa mà ăn chay thì mình thấy mấy người nhậu ăn thịt bò, thịt nhúng giấm này kia, nửa chín nửa sống mình ói luôn. Quý vị đi coi mấy người nhậu thì biết. Họ mửa ra một cái là chó chê, nó hửi hửi rồi nó chạy muốn chết luôn. Rồi nếu mình ở gần thì mình thấy có mùi mà cũng chịu không nổi nữa. Thì chúng ta phải hiểu, thành ra chúng ta làm sao cố gắng ăn chay, quen tay mà giết được đèo bồng. Biết loài thú quen rồi, mạng người đồng loại cũng không ngại ngùng. Càng ăn huyết nhục thì càng cái lòng sân càng nhiều. Thì chiến tranh là do sát sanh, thành ra giữ một giới sát thôi là cả thế giới hòa bình, tai nạn không tới nữa. Mà giữ được không? Tôi thấy khó ạ. Hòa thượng Minh Châu năn nỉ vậy đó. Mà tôi thấy mà toàn nước Việt Nam thì nó khó rồi. Nhất là ông thủ tướng, ông bí thư mà ăn rồi thì dân nó ăn hết. Mình làm gương mà. Mà ăn 5-10 ngày, nửa tháng thì được, mà ăn luôn tới chết. Thì tôi thấy không kham.
đó cái cộng nghiệp nó nặng lắm. Để mình giết thú thì thú nó sanh lên nó giết mình, thì thú kia nó cũng là thân đó. Thì quý vị đọc cái bài sám hối đó, nghĩ là thân này là muốn thay tạo thành. Quý vị đọc một chút nữa đọc sám hối. Thân, cái thân này nghĩ lại là muốn thay tạo thành. Cũng có lúc lòng đành bất nhẫn, nghe tiếng kêu mà hối hận giật mình. Thì chúng ta thấy cái thân này là do muốn thay tạo thành. Tôm, cá, tép, thịt heo, thịt chó gì cũng thành, ăn vô là tạo thành cái thân này. Thì nghiệp báo là phải trả nghiệp báo, để dây thì phải trả thôi. Món dai thì món trả phải đồng, nó cũng như vậy thôi. Bây giờ tới sắc thân thứ ba là cõi trời sắc giới, vô sắc giới. Vô là gì? Là không, sắc là sắc thân, không có sắc thân nữa. Sống hoàn toàn bằng tư tưởng. Nghe thì có thân bên ngoài, có thân bên trong, nhưng mà họ không để ý tới. Không để ý chứ không nghĩa là chạy trốn đó. Đè nó xuống, chỉ chìm đắm trong vô sắc. Rồi tứ thiền đó Đức Phật tán thán. Tứ thiền kêu là bất động vô vi, bất động địa, là cõi này nó không có sắc thân, thành ra tam tai không đụng tới. Rồi đó tôi cũng không mới hiểu, sau này ngồi thiền mới hiểu tam tai là gì. Thủy tai, quả tai, phong tai. Thủy tai là nước tràn lai láng, thì kêu là chúng ta kêu lại kỳ trước kêu là hồng thủy đó. Người ta chết rất nhiều nhưng mà cõi tứ thiền không đụng tới, thì các ngài không có thân. Rồi quả tai tức là theo duy thức là thời kỳ này là không phải hồng thủy nữa mà hồng quả, chứ hồng đây không phải là đỏ nha, hồng là tràn đầy, hồng phước là phước báo rất nhiều, hồng quả là cái nóng nó sẽ tràn khắp quả địa cầu này, chúng ta chết khô như con khỉ khô, nóng quá chết, nhiệt độ sẽ lên 40 mấy, 50 mấy, 60 mấy thì con người ta sẽ bị cháy, nhất là mấy người già với nít nhỏ. Người nào mà thích ứng kịp thì sống, mà thích ứng là do cõi nào? Tứ thiền sắc giới. Họ thích ứng, không bao giờ đốt cháy họ được. Thì theo duy thức mà trước ông Tịnh Không cũng nói đó, thì này là có thể hồng quả chứ không phải hồng thủy nữa, là lửa sẽ tràn khắp cái quả địa cầu này. Tại sao vậy? Nó mất cái ozone. Cái mặt trời mà chiếu xuống quả đất chúng ta có cái ozone là O3 đó. Khi nào quý vị mà đi cái thác nó đổ xuống ầm ầm, cái thác cao chừng 30-40 thước thì có khói bốc lên, đó là O3 đấy. Quý vị ngồi quý vị hửi cái đó nó khỏe vô cùng. Và trời mưa sắp sửa mưa mà mưa cái mưa phùn đó, nó có cái khói trung quanh cái đó hít vô nó khỏe vô cùng. Thì cái đó cái quả địa cầu chúng ta có cái O3 đó kêu là ozone đó, nó bao trùm hết quả địa cầu. Thì cái mặt trời chiếu xuống cái O3 nó lọc, nó làm trung hòa khí hậu, không nóng lắm, tức là chừng 27, 28, 29, 30 thôi, chứ không bao giờ vượt quá 30. Bây giờ bỏ bom nguyên tử thì cái khí ozone nó mất, nó bị đốt cháy. Thành ra mặt trời nó chiếu thẳng vào quả địa cầu chúng ta thì có thể lên tới 4 mấy, 5 mấy, 6 mấy thì tiêu diệt hết, tiêu diệt hết. Mà giờ đánh nhau bỏ bom nữa thì tiêu, nó đã nóng rồi, bây giờ dụ cho nó nóng thêm nữa thì quý vị không còn đâu. Còn nếu quý vị có tu có ăn chay thì các chư thiên cõi trên ta giúp đỡ, hoặc là tự lực mình niệm Phật thì cảm ứng với A Di Đà. Nếu có chết thì về cõi cực lạc, có chết về cõi trời, nhưng mà đừng về cõi trời, thêm cái phát nguyện về cõi Phật sướng hơn, cõi trời hưởng phước đấy. Có thể là tam tai không đụng tới rồi ít nhất cũng tứ thiền, không? Thì hỏa tai, thủy tai không đụng tới, phong tai tức là bão tố. Như kỳ rồi đó mình chúng thấy đó, bây giờ lơ mơ có nhiều cái bão, còn bão đó vừa thôi, còn cái bão mà kêu bằng hồng phong đó, gió mà thổi thật nhiều tràn lan đó, cây cối cũng tróc gốc, nhà cửa tróc hết, thì lúc đó là chúng ta cũng không còn, chúng ta gió nó sẽ bay bổng chúng ta lên trời, nó dập xuống một cái thì cái xương thịt này tan nát luôn, khỏi thiêu đó. Thì ba cái này là người nhập tứ thiền không bị,
Thiền không bị, mà bây giờ tới tứ thiền chưa, nhị thiền còn chưa xong, thấy không? Có nhị thiền có dục giới đó, giống giống như là nhị thiền nhưng mà không có nhập xuất được. Nó chừng 5-3 phút hoặc 1-2 tiếng hoặc 1 ngày thì cái đâm ra khoe rồi, thấy không? Tôi nó vô cầu tiêu cũng còn nghe tiếng niệm Phật nữa, thấy không? Đâu có ngon. Chừng nào mà 7 tháng, 7 tuần mà vẫn nghe tiếng niệm Phật liên tục luôn thì cái này bắt đầu qua cõi trời sắc giới. Quý vị sẽ có hào quang chung quanh suốt luôn. Quý vị không cần mặt trời mặt trăng vô trong nhà tối cũng vẫn có hào quang. Cũng vẫn có hào quang. Nhưng mà không phải thánh nha. Đây là cõi trời sắc giới thôi. Thấy không? Anh đã tùy, nếu quý vị mà 7 tháng, 7 năm thì quý vị không cần ăn uống gì hết. Không cần mặt trời mặt trăng, quý vị sống bằng ánh sáng của quý vị. Thôi đại khái vậy thôi. Đó là cái thân thứ hai. Kêu là xúc thực. Xúc là tiếp xúc. Rồi nó cho cái cảm giác vui hoặc mừng. Mừng là nhị thiền, mà vui đó là tam thiền. Rồi bây giờ không vừa ý nữa, chúng ta tu lên nữa. Bỏ cái mừng, bỏ cái vui. Việc hỷ ưu đã cảm thọ, xả lạc, xả khổ, không dính mắc vào lạc khổ nữa, đè xuống. Thì chúng ta sống bằng tư tưởng. Thì bây giờ tam tai không đụng tới, gió bát phong không đụng tới. Thì chúng ta mới, từ đó mới ra cái nghiệp, tức là mạt na. Rồi mạt na mới đưa xuống tứ thiền. Cái anh tứ thiền này độc đáo nhất, kêu là tề thiền. Anh tưởng tượng đủ thứ hết. Mà anh muốn tưởng tượng thì phải có mạt na giúp đỡ anh. Mạt na muốn giúp đỡ thì phải lấy cái chủng tử trong A Lại Da là kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, tội phước là trải qua nhiều kiếp, mấy ngàn kiếp rồi, cung cấp cho anh tạo ra đủ thứ hết. Tôi nói tóm tắt thôi, để chúng ta thấy rằng tứ thiền là cái chỗ quan trọng nhất mà Đức Phật Thích Ca chấp nhận, kêu là hiện tại lạc trú, tức là sống không nuối tiếc quá khứ, không mơ mộng tương lai, chỉ an trú trong hiện tại. Nhưng mà người ta lầm. Bây giờ các vị pháp sư thường lầm. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra mỉm mỉm cười, an trú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời. Hãy có hiện tại thì sao? Thì phải có quá khứ. Hiện tại là gì? Là cái hình ảnh của quá khứ. Quá khứ chạy rồi tới hiện tại. Mà hiện tại rồi thì nó qua tương lai. Tương lai là cái mơ tưởng của hiện tại. Thành ra nếu lọt vào trong đó thì lọt vào trong tam giới. Thành ra Kinh Kim Cang mới đưa ra là không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai. Mà nếu an trú trong hiện tại thì lọt vào tam giới nữa. Thành ra trong kinh có nói mà chúng ta không để ý. Đừng nuối tiếc quá khứ, đừng mơ mộng tương lai. Hãy an trú trong hiện tại và phải quán chiếu hiện tại để thấy cái sát na hiện tiền trong đó. Cái này mới là giải thoát. Chúng ta thường đọc kinh chúng ta bỏ câu chót. Bỏ câu chót. Cũng như phước báo vậy. Trong kinh nói phước báo của người không giữ giới không bằng 10 người không giữ giới không bằng 1 người giữ 5 giới. 100 người 5 giới không bằng người giữ 8 giới. 1.000 người 8 giới không bằng 1 người giữ nhập lưu. Rồi cứ thế nhập lưu nhất vãng lai bất lai vô sanh la hán, rồi một hàng tỷ tỷ Bồ Tát Thánh không bằng một Đức Như Lai. Hết. Chết. Còn cái câu cuối nữa. Câu cuối mới là câu quan trọng. Đại thừa dựa vào câu cuối không mới có là đại thừa. Thì cũng vậy, một tỷ tỷ Như Lai nãy là một tỷ tỷ Bồ Tát Thánh không bằng cúng dường cho một Đức Như Lai. Hết chỗ này thì kẹt. Như Lai là trên hết. Trật. Cúng dường cho tỷ tỷ Như Lai không bằng cúng dường cho cái chân tâm bổn tánh của mình. Thành ra đạo Phật là trở về mỗi người, không nương tựa vào Phật, nương tựa vào mình cũng chính là Phật. Nhưng mà Phật chưa thành. Thì ở đây cũng vậy, không nương tựa vào quá khứ hiện tại vị lai, mà được cái hiện tại rồi
Chứ quá khứ nó qua rồi làm sao quán chiếu? Tương lai chưa tới làm sao quán chiếu? Hiện tại là cái bây giờ. Mà dính mắc vào hiện tại thì kẹt. Thành ra chúng ta thấy ông Đức Sơn đó, ông nói tu quá khứ hiện tại vị lai phải ba A Tăng thì kiếp. Mà một kiếp là 16 triệu 800 ngàn năm, mà nhân cho 1 ngàn, nhân 1 ngàn nữa mới qua A Tăng kỳ. Phải ba A Tăng kỳ vừa mới thành Như Lai. Thì để kết luận cái buổi nói chuyện hôm nay, thì tôi xin tóm tắt là cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người trời, đó là đoàn thực, cái ăn bên ngoài. Rồi thấy cái đó đê tiện, thô kệch, thì cõi người trời mới đè nén nó xuống, dùng ý chí mạnh vượt lên. Thì bốn cõi này đó là không có nghiệp, chưa có nghiệp. Tới cõi người bắt đầu có nghiệp. Nghiệp là gì? Là cải sửa nhân quả. Cõi này sống ở trong nhân quả không biết cải sửa. Thành ra chúng ta thấy địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tâu la rất là đau đớn. Mà duy thức học không chấp nhận. Chỉ chấp nhận từ cõi người rồi. Cõi người là biết cải sửa, bắt đầu mới có đạo Phật. Cải sửa nhân quả ác, cải sửa thành thiện. Còn bốn cõi là nhân quả ác, chìm đắm trong ác, không ra được. Rồi tới cõi trời, dục giới là có kinh nghiệm. Thành ra cõi dục giới là khôn. Làm thiện có thể lên cõi thiện, mà ác thì có thể xuống bốn đường ác lại. Thành ra mấy người cô, mấy bà, mấy ông mà giữ nam giới ghê gớm á. Muốn làm cái gì mà đi quỷ lạo thì hạng nhất. Mà khi chịu sa đọa thì cũng không ai sa đọa bằng. Ác thì ác vô cùng. Mấy nhà bác học thì cõi trời sắc giới á. Thì cõi trời sắc giới là phải giữ 8 giới. Ba giới sau này là ba cái hạnh rất khó. Không ngồi ghế cao, nằm giường rộng, không nghe xem hát múa, không trang điểm phấn son, thì cái thân này an, thì cái tâm nó sẽ hỷ, rồi chìm đắm trong đó qua cái thân lạc, thì luôn luôn sống bằng cái xúc thực hỷ lạc. Thành đó sống cả ngàn năm, cả triệu năm, nhưng mà còn an hỷ lạc là còn kẹt, bỏ luôn. Sống chứ cái thân thứ ba là cái dây thần kinh ốc, chỗ tư tưởng phát hiện. Tư tưởng nó không phát hiện ở dây thần kinh thân, thân đó là của cảm giác. Mà cảm giác là cái biết chưa có phân biệt, có hỷ lạc mà không biết tại sao. Còn cái ốc này là cái sự phân biệt. Mà phân biệt thì phải có ý chí, có nghiệp, cung cấp lực, cái kinh nghiệm cho nó phân biệt. Thành đó nó không cần xác thân bên ngoài, không cần xác thân bên trong. Nó không cần ăn uống, không cần hỷ lạc. Mà sống với cái bất lạc, với khổ thọ. Cái này thì tôi nói gì không hiểu đâu, đi ngồi thiền cho sâu rồi sẽ hiểu được. Thôi đại khái là như vậy nha. Thì nhập lưu đó sẽ tương tự với cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc lên và người trời. Nhất vãng lai thì tương tự như sơ nhị tam thiền, giống hệt như là nhất vãng lai, tức là thánh thứ nhị. Còn bất lai thì tương tự với tứ thiền, sắc giới và tứ không. Còn kẹt ở trong đó. Thành ra bất lai sanh về cõi tứ thiền, nó có 9 cõi. Bất lai chiếm hết 5 cõi. Còn 4 cõi là của ngoại đạo, tức là đi lên tứ không đấy. Và Đức Phật thường la cái chỗ này. Các con đừng có nhập tứ không. Nhập rồi không có trở ra. Nó giống như niết bàn. Nó mê trong đó. Thành ra mới cho là cõi tứ không là cao nhất nhưng mà vô minh nhất. Nó trạng thái lờ mờ, khó phân biệt cái A-la-hán với vô sở xứ, khó phân biệt phi phi tưởng với Như Lai. Mình đạt tứ tư tưởng là bằng Như Lai rồi còn tu cái gì nữa. Nhưng mà rồi hết phước và cái là rớt xuống. Ông bước đầu lâm phất cõi phi phi tưởng thành súc sanh, con chim phi ly. Thì cái này kêu là cõi tịnh độ của nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai và vô sanh la hán. Còn cõi tịnh độ Phật ở Di Đà khác. Di Đà cũng nương vào cõi tịnh độ này, có hình mà chưa có tướng, mà Ngài dám tạo cái tướng, mà tướng đó vẫn là sắc na. Thành ra chúng ta thấy là cây tịnh xá, lầu cát, cây, chim hót, người ta, bông sen, quý vị chụp mà dính tôi chịu thua. Phật A Di Đà mà khi hiện xuống tiếp dẫn những người mà
nhất niệm mạnh A Di Đà Quan Thế Âm Đại Thế Chí khi thanh tịnh hiện ra, mình nhảy lên mình chụp cái chân ngài không bao giờ dính, và hình nhìn cái bóng đó, không có bóng, có hình ở trên đó mà không có bóng, hình đó là do hào quang A Di Đà kết tụ lại, thành ra thế giới đó sống hoài không chết, kêu là vô lượng thọ vô lượng quang. Mà sở dĩ mình thấy dường như có tướng là do Phật A Di Đà mà con mắt mình với 48 lời nguyện trong năm A Tăng Thì Kiếp mới tạo được như cái đó. Thành ra cõi tịnh độ của A Di Đà là cõi Phật lập, chính A Di Đà năm A Tỳ Kiếp đã tạo nên. Còn cõi chúng ta là do tư tưởng của 6 tỷ người, tư tưởng thiện ác, nếu thiện là cõi trời, ác là cõi bốn đường ác, tạo nên cái thế giới này. Thành ra có tướng, mà có tướng thì phải có hoại. Còn thế giới cực lạc dường như có tướng mà sát na, thành ra không hoại. Đại khái là vậy.